sẽ lên tổng kết liên hoan khu vực miền Đông Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa đồng chí Dương Thanh Tân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Đồng Nai. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các nghệ sĩ đờn ca tài tử. Xin chân thành cảm ơn ông Trương Long Châu. Kính thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai cũng có một món quà để động viên cho tài tử ca có giọng ca ấn tượng nhất. Và chúng tôi xin được chúc mừng và kính mời tài tử ca Ánh Tuyết đến từ ban đờn ca tài tử Bình Thuận sẽ lên sân khấu và nhận phần quà của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai. Và xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Kim Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai sẽ trao món quà này. Chúc mừng tài tử Ánh Tuyết và xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Kim Liên. Kính thưa quý vị, và sau đây chúng tôi xin được công bố danh sách 4 ban đờn ca tài tử nhận được bằng khen của Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Xin được công bố ban đờn ca tài tử 2 thành phố Hồ Chí Minh, ban đờn ca tài tử tỉnh Long An, ban đờn ca tài tử 1 Đồng Nai và ban đờn ca tài tử 1 Bình Dương. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện của các ban đờn ca tài tử nêu trên lên nhận bằng khen của Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời nhà báo Lê Nguyên Long, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng ban tổ chức liên hoan đờn ca tài tử Nam Bộ lần 3 năm 2005 lên trao bằng khen. Cảm ơn 4 ban đờn ca tài tử. Xin cảm ơn nhà báo Lê Nguyên Long. Một lần nữa xin được chúc mừng 6 ban đờn ca tài tử. Và xin được cảm ơn ông Trương Long Châu. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy chương trình giao lưu đêm tài tử Đông Nam Bộ đến đây là kết thúc. Một lần nữa chúng tôi xin được chân thành cảm ơn nhà tài trợ Công ty Phân bón Hóa chất Cần Thơ đã tài trợ cho chương trình. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào chương trình đêm đờn ca.